con đã một lòng thành kính dâng văn trình để nhìn đồng quân. Trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá ngặt chim ma bay về nhà. Cánh khuya nguyệt lặn sao tàn đi.
thuyền cai các lũng đi các làng, sơn tính cầm thú hồ lang đi về châu thuyền cai tam thập lục ngàn châu. Quê ngàn đào khi ra thác cái khi vào thác con chim kêu vườn hót kéo vòn đi. Quê khi bên cành hồng vui chơi nước nhược non bồng đi. Đội non buồm vai quầy lặng hoa
lúc lại êm trời. Thanh nhi vắng lúc lại trên sườn núi miền, tót người hăng ngã tang tình tình, thôi hát lại ca. Oh,
Diệp phụ hương y giả hề chiến đàn giai phẩm lan xa thường chân chứng nhi quảng bá tưởng quang liễu nhiễu nhi giao đàng thì ái mừng yên kết chiến giả ngũ phẩm dĩ tiền trình thanh khí thông thần biến chữ cùng nhi tâm giới hương trả khả cách chắc dáng phi giao giao hữu đạt tín yên lương chân môn cẩn đương trì tụng chậm chậm kỳ trùng trùng tinh tinh phi tâm thường thấp thoáng trăng thành cảnh hồng thấp thoáng trăng thành Nghệ An có đức thanh mình ra đời chân mở tiệc mừng vui đông về nhớ đức hoàng mười giáng sinh diệu đào kính chúc thanh minh nhì diệu đào kính chúc thanh minh phong hoa tiết nguyệt phong hoa tiết nguyệt phẩm bình mấy trường ngầm câu ngầm câu thế sự mấy vô thường ngẫm câu thế sự vô thường tất son mượn nước cảnh dương tưới nhuần vắng người vắng người vắng cả mùa người bằng cả mùa xuân nhớ người vì nước vì tình non sông thế gian nhớ miệng hoàng cười thế gian nhớ miệng hoàng cười nhớ khăn hoàng chít nhớ lời truyền tang khi phố cát lúc lại đổi ra con nam mô a di đà phật ra con nam mô a di đà phật ra con nam mô a di đà phật để trên quan bảy phật thánh quan bài quan thầy chủ nhân pháp sư pháp bằng tây quỳnh tây quế tây huệ tây lan cách xa trăm họ cách họ trăm tên tôi đơn ở ẩm cho họ hướng con xin vào hầu thánh à cung kính mời
để nhật thánh thiên ni ta công sẽ thắng nghi mẫu sẽ loạn ra tự về vân ca tôn cười đất phủ đầy vân ca tôn cười nhiều thiên bản nhà lê cả mong ngân chư Phật đại hội bất thao văn tùy thứ kết lượng ngân thành nhị ương ngân chư Phật thiện hoàn thân nam mô hương ngân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô hương ngân cái Bồ Tát Ma Sa La Thanh Gia hồi cung nghi mẫu đệ nhị thánh tiên là ban ơn người mẫu đệ nhị thánh tiên là kích chưa hiển thành trên đền đồng sông kết lan phong mà kinh xuân mà sông kết lan phong người tuổi đôi mươi mốt kết kiện vàng trong Di Đà Phật A Di Đà Phật Chiên Đàn Hải Ngoại Lô Nguyệt Minh Hương Gia Dư Tử Mẫu Lũng Đô Hương Hỏa Lô Đất Thanh Hương Chi Thân Kim Cương Nguyệt Chư Thiên Tập Phương Nghi Nam Mô Hương Vân Cái Lô Tát Ma Tát Nam Mô Hương Vân Cái Lô Tát Sơ Loan Thánh Giá Đệ Tam Thánh Thiên Na Cung Kỳ Mời Đệ Tam Thánh Thiên Na thương kẻ ngay lành trời con thương kẻ ngay lành xa quân lão nghị nhỏ dân tìm về Di Đà Phật Di Đà Phật dưới đỉnh chân nhang Phật thổ dương thiên thượng thủ hoàn thành nhật tại kinh đô phóng thành các nhân ơn biến tập thương tích Phật A Di Đà tử bản năng tiêu tai chứng nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát nam mô hương vân cái Bồ Tát Sa La Thanh Gia hồi cung nghi đó là chuyện già thánh ông đó là chuyện già các quân thủy tổ cùng là chư nó phát nam thanh hồ minh nó phát nam thanh đánh đông đẹp bắc tung hoành gần
Trần thế gian coi làm cho trần thế gian coi an mừng lên đồng tử cứu dây trần gian cứu đâu thời đó được an. Thời đó được an không cứu đâu thời đó được an hay dẹp lại ta cử mạc nhan nhiều người đi mây với gió bay về. Cười gió bay về y mây, cười gió bay về tam tông tích cổ, kiệu đồng lên chơi cỏ hồng phỏ mỡ đôi nơi. Phỏ mỡ đôi nơi cỏ hồng phỏ mỡ đôi nơi á, Quảng Chi lội suối trèo non qua đèo đi thời gương các mọc đều. Chư sinh ngô minh đã phạm ám thành có phạm ám thành ngô minh nó phạm ám thành ở đánh đông việt bắc công hoành gần ra ngô minh nó phạm ám thành khai quang dòng ngang tâm cờ diều khai quang chứng đạm duyên ngang thích tăng tung giảm kim phục hoàng lân cận phật thánh thiên chứng vương dâng lên thượng lại con số dâng lên là đất ngồng tô đới chép biên rõ ràng thuê cho nhị tỷ trường trì đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh nga cửa nhà phú quý khang minh thọ trường về cho sức mạnh đôi người. Thank you.
con kéo đi. Quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng ký khiết thanh sử lưu danh viên hữu vị Việt Nam quốc Hà Nội ngoại thành Phúc Thọ huyện Tích Giang xã đội 10 xóm Gò Gùn Y Vu Quang Minh Bảo Điện Thượng Phụng Phật Thánh nghe cung rằng đương thiên tiên lễ kim thần tín chủ mộc ân thanh đồng thủ nhang nguyện khắc khắc tuấn hiệu diện thiện hành canh nhị thập nhất tuy thành tâm tiên lễ pháp hành biểu quan thỉnh Phật giám đàn cung nghinh tiên thánh lễ chư tôn vị nghinh triệu tứ phủ tiên lễ lập lâm điện tam liên tạ lễ tiên vàng bốn phủ tiên mã đệ tam tôn quan tiên mã đệ thập tôn ông nghinh tiệc nghe ông nhập đồng hầu lam thánh ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn nạp tập phúc nghinh tường chiêu tài cầu lộc lông kỳ bản điện hưng long thân cung khang thái thương mại hành thông lộc tài vượng tiến ra trung hưng vượng sự nhật nhất tâm thiết lễ kinh chúc chúng hương hoa chúc thánh vạn an sự tức nhật ngưỡng can ngọc bệ phù giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư phúc cảnh hạnh nại thánh vương trị bệnh trừ tà đại hiển uy linh chi pháp cứu dân hộ quốc hằng mông tương hiệu chi công vạn pháp vạn linh thiên bình thiên tương hiếu trung niềm khiết thiên cổ danh danh lưu văn võ toàn tài vạn binh cộng mộc do thị kim nguyệt cát phục nguyện quang khai ngọc kính hiền hách uy nghi phù linh ấn nghiệm cận giả thuyết viễn giả mai tà tán băng thuyền đảo tất thông nhi cầu tất ưng tỷ thần đẳng nghiệp chi phu quý thọ khang quế tử nhi tôn an bảo mệnh vị chiếu ư tuế nhật nguyệt nguyên kim chi ngọc diệp duyên sinh ra môn hưng vượng bản điện điện hưng long ra môn hưng vượng nhân vật bình an nguyện dã tòng tâm cầu chi như ý đám thần là tình vô nhập khích thiết bình duyên chi trí cẩn sớ thiên vận ất mùi niên thập nguyệt sơ thập nhật thần đệ tử khấu thủ bách bái thường sơn
tương đáo lai ủ gì cả sai binh bệnh tương tùy. Cô là sư ông ngày nay, cô là sư ông để trước công đồng Phật thánh chứng tâm đức tông tố sư liên. Tháng 8 tiệp trà, tháng 3 tiệp mẫu, tháng nào tiệp đấy. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 tháng tiệp Đức Thánh vòng 10 trấn Nghệ An. Gia chung nhà cái ghế họ Nguyễn, nhất tâm mấy Phật, thật tâm mấy Thánh, nhất tâm phát tấu tỉnh Phật tiên kinh, cung nghênh đình thần tam tứ phủ nhất tâm, khăn đào áo đỏ, bắc ghế ông ngồi, bắc ngôi ông ngự, ông về giáng đền giáng phủ giáng phúc niu ân, ảnh bóng dương đồng lên ghế quan thầy họ Nguyễn ghế của anh ta. Ông cho họ Nguyễn từ nay đổ đi, từ chi đổ lại, ăn tại gia thờ tại nghiệp. Ông cho lộc ăn, lộc nói, lộc gói, lộc mở, lộc cứu, lộc chữa, cứu người trần gian, cứu được người khổ, độ được người mê, bói linh chữa huyết. Soi đâu tỏ đấy, cứu đâu được đấy, tanh cho điện lấy tiếng cho đồng. Bản điện hưng long, lộc tài vượng tiến, con mua cái bán, con quán cái cầu, con đầu luyện mệnh, con lệnh làm tôi. Con gia trình đồng mở phủ, các con nhan đệ tử, trên kính thánh dưới trọng thầy. Theo Phật thánh, theo quan thầy, cứ được mãn chiều, xế bóng, nay ông về. Vui đền vui phủ, ông cho họ Nguyễn ấy, ông tay ấn, tay quyết, tay miết, tay mải. Cứu bách gia chăm họ, tách họ tâm tên, cứu đâu được đấy. Ông giáng đền, giáng phủ, giáng phúc lưu ân, ban khen cho. Pháp sư pháp văn tây quỳnh tây quế tây huệ tây lan đồng anh đính trị thôn dân và đất nhất tâm về cương phục cửa quan lớn nhà nào ông ban phúc đấy nhà nào ông ban lộc đấy ha. Sẽ ra cũng nghe đôi chân kim mười mang tam hải đức ông đệ tam còn gọi kim sẽ ra cũng nghe hải đường còn tiên vương cô đệ nhất tức bạc vương là đất chân sẽ ra cũng nghe trên tòa vàng con công ơn phật thánh dưới điện tiền các phúc sự cửa xuất tơ mơ cho ta cửa xuất tơ mơ thôi cô bé cửa xuất lập lờ sẽ ra cũng lại lang xa trông về nào lại lang xa trông thuyền cầm cầu bé lập ngoài biển sẽ ra cũng ta vì chúa đường thiên đông bàn tam vì chúa buông tình chúa đề nhất tây thiên đà sẽ ra để như người đồ tham văn công chúa nguyệt nở bao càng yên thế là nơi quê nhà đi ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm ngôi đền thờ chúa nguyệt nở hỏi thăm mà phố kép mà đi vào đi ngồi ra ra kép đi vào qua chợ phố con đường vào mò thang hoa ngọc lan thơm mang hát đủ bốn mùa thank you.
người đi xem bói đôi bên đường ngẫu. Chúa ngôi cao dầu dồ nét mặt nà, trước những cây xoan đặt đồ phía sau sân bói là châu đôi lại quả ngầu đi. Nhớ xưa thái tổ chiều một người chưa sống âm thầm mồ côi xa lẫn mẹ gặp được thầy ủy cốc tiên sinh cả một đời chút đi làm phúc cứu dân miền. Chút xem cửa nhà ra sự ra sao yeah.
lúc chơi chùa cả lúc mưa sang chùa thay đền tòa chùa mía lại đền quan đi. Xin tím càng nhìn mì càng thắm, màu càng chạm mà càng ngắm càng yêu. Chiều chiều dạo gót đi lên ngàn mì đi.
ốc làm ba cái cua cành mười ba con dâng lên cuốn hạ vật ý. Sẽ ra hồi cung phục mệnh đế đình đệ đức tôn quan phục mệnh đế đình ra tay chắc cơ quỳ chắc ta đệ nhất đại trừ tình ơi. Ông cho lộc ăn, lộc nói, lộc thói, lộc mở, lộc cứu, lộc chữa, cứu người trần gian, cứu khổ độ mê,
Họ Nguyễn để chưa kêu thì ông đã thấu, chưa tấu ông đã tưởng. Ông cho bản điện hưng long, lộc tài vượng tiến, lộc gần đem đến, lộc xa đem về cho họ Nguyễn nghe ông. Con mua cái bán, con quắn cái cầu, con đầu đợi mệnh, con lệnh nàng tôi, con ra trình đồng mở phủ. Các con nhang điện tử trên thì theo thánh, dưới thì theo thầy, kính thánh trọng thầy. Theo Phật thánh, theo quan thầy cái được mãn chiều xê bóng. Ông cắt tội đôi phúc cho họ Nguyễn Thế Ông, ám đảng tiền lớn ông về vui đền vui phủ. Chứng tâm cho chủ nhang, quan thầy, pháp sư, pháp văn, Tây Quỳnh, Tây Quế, Tây Huệ, Tây Lan. Bách ta chăm họ, bách họ chăm tên ông, chứng tâm họ hoàng nhất tâm hôm nay. Để hầu vui của ông, để ông ban lộc ban tài. Ha! Mọi kiên văn võ sẽ ra hồi cùng giám sát kiên cái ngôi thượng ngàn quan đệ nhị quan cái sẽ ra hồi cùng trịnh gia kiên thành nhân lai lang. Ngồi đền vâng chân lòng dài cầm quyền ngôi tam phù chốn thủy cung cung bắt số dâng lên thượng lai bắt số dâng lên na trình quan tam phủ chép biên rõ ràng thế cho họ nguyễn trường phú quý an linh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường con đu mê trần gian con ngắm đu mê chẳng đường ngàn lối biết biết về nơi nào ngày nay tấu xưa lên trình gương cắp mọc đeo đi tới gương cắp mọc đeo cả thuyền sư tuông ra điều tại tôi
Quan lớn
đủ mọi bề tài kiếm chi văn võ. Trong chiều thần trong chiều thần nào có nhường ai, tổng lược thao thao lược toàn tài, lĩnh quyền vua bát ai kiếm chi các tòa. Kỳ cùng lại nổi đền thờ